Đây là một MSD, một cuộc cách mạng về tốc độ cho PC của chúng ta các bạn nhé. Tuy nhiên thì chúng ta luôn luôn cải tiến và nâng cấp để có được những cái tốc độ tối ưu hơn nữa, với rất là nhiều lựa chọn đến từ rất là nhiều hãng khác nhau. Đấy, có những hãng và nó có cái giá thành rất là khác nhau ở từng hãng và từng mã các bạn nhé. Tuy nhiên tất cả những đám này ngày hôm nay sẽ bị lu mờ bởi một em. Em này được mệnh danh là vị vua. Đấy, nó đang làm lu mờ tất cả luôn các bạn nhé. Đấy, đây chính là em Samsung 980 Pro. Nó có một phiên bản nữa cao cấp hơn, đó chính là 990 Pro với cái tên là Reking, Return of Reking. Đó là sự trở lại của vị vua, thì có nghĩa đây chính là vị vua. Nó sẽ làm lu mờ tất cả cái đám ở đây. Trước tiên nó làm lu mờ thứ nhất là về giá thành. Nó là đắt nhất trong tất cả những cái mã ở đây. Hay còn nói chính xác hơn thì nó là đắt nhất phân khúc các bạn nhé. Con này là đắt nhất phân khúc. Đấy. Với cái mức giá cái con 1T này của mình ở thời điểm hiện tại đâu đó loanh quanh tầm khoảng từ 2 củ 6 đến 3 củ tùy loại hàng các bạn nhé, hàng sách tay, hàng chính hãng. Nói chung là nó đắt hơn hẳn tất cả những cái phần còn lại. Đấy. Con này thì có những cái thông số rất là gọi là top 10 các bạn nhé. Ví dụ như là chip nhớ là loại cao cấp nhất này. Controller cũng là cao cấp nhất này. Và tốc độ của nó thì hiện tại như đây là 7000. Thật ra những cái 7000 này thì có rất là nhiều con làm được. Như con này của mình là cũng có tốc à đâu. Con này cũng có tốc 7000 này các bạn này. Đấy. Thế nhưng mà con này thì lại là đắt nhất. Đấy. Tại sao nó lại như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review test thực tế để xem con này có xứng đáng với cái tên là vị vua của tất cả, hoặc là nó là top 10 của phân khúc, nó có xứng đáng với cái số tiền mà gọi là đắt nhất phân khúc hay không. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp. Thật ra cái cách đóng gói thì nó cũng không khác gì mấy con này đâu các bạn. Đấy. Cũng có một cái cuốn sớ hướng dẫn sử dụng này, một cái khay đựng này, và nhân vật chính của chúng ta đây là các bạn. Đấy. Một cái thiết kế không thể nào khác biệt hơn so với những con khác được. Nó chỉ là một cái thanh dài như này và có chip nhớ cũng như là cái con điều khiển thôi. Con này là phiên bản của mình, nó có sẵn cái tản nhiệt gọi là heat sink ấy. Thì tản nhiệt này thì cũng đơn giản các bạn nhé, nó là một miếng kim loại làm bên trên được gia công trông khá là cao cấp và đẹp các bạn nhé, gọn nhẹ, nó cực kỳ đơn giản thôi, nó không màu mè như con này, nhưng mà nhìn chúng ta thấy được cái sự gọi là cao cấp và đắt tiền của nó các bạn. Bên dưới thì đã ốp thêm một miếng nhôm nữa đây này. Đấy. Thế thôi, ngoài ra không có gì cả. Và nếu như các bạn dùng cái tản này của nó thì chúng ta sẽ không dùng được cái tản trên main. Và các bạn muốn dùng tản trên main thì phải tháo ra, thì lúc này chúng ta sẽ mất cái này luôn. Và nó chỉ còn cái chuồng như em này thôi. Và cái quan trọng nhất của con này thì mình thấy là hãng được nói đến là toàn bộ tất cả những cái linh kiện sử dụng này đều do Samsung tự làm, tự sản xuất, chip nhớ này và con điều khiển này. Và cái con điều khiển này mình thấy hãng có nói là được phủ Niken, mạng Niken gì đó, để nó tối ưu hóa nhiệt độ cho cái con điều khiển này. Ngoài ra thì Samsung còn có một cái phần mềm riêng để có thể bung được hết cái hiệu năng thực tế của cái con ổ này nữa. Đấy là những thứ mà hãng quảng cáo và cũng đã được đánh giá trên rất là nhiều bên khác rồi. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi test thực tế để xem là cái số tiền để có thể bỏ, mà chúng ta phải bỏ ra để sở hữu ổ này rất là nhiều như thế, thì nó mang lại cho chúng ta những gì và những cái gì nó được mệnh danh, liệu nó có đúng hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test thử trong video clip này các bạn nhé. Ok các bạn nha, đây chúng ta sẽ bắt đầu cài Win đây. 11. Chúng ta sẽ xem nó mất bao nhiêu thời gian các bạn nha. 2 3. Ok các bạn này, đến lúc đó lên được cái bước này là chúng ta mất có 4 phút 02 giây. Đấy. Cài bằng USB, cắm cái cổng này là cổng 3.1 các bạn nha. Mất 4 phút từ lúc bắt đầu. Nói chung là nó cũng xem mà. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nó vào và chúng ta sẽ đến với các bài test tiếp theo nha. Ok rồi đây các bạn nha, mình đã cài xong mấy cái phần mềm cơ bản. Chúng ta test bằng phần mềm trước nhé. Đây là cái phần mềm đọc này. Đây là phần mềm test này. Đây phần mềm kiểm tra này. Hiện tại sức khỏe hút 100% này. Thông tin này. SD Hitsing 1TB này. 1002GB. Đang chạy là PCI Express 4.0 X4 các bạn nhé. Là nhiệt độ 50 độ C này. Bên này 0% này. Và mình đã cài phần mềm của Samsung luôn này. Đấy, nó có chế độ boot ở đây này, nhưng mà mình sẽ để nó ở chế độ bình thường như này cho các bạn nhé. Cắm vào cái chạy luôn này để cho nó đúng kiểu với những cái hãng khác không dùng tăng lực các bạn nhá.
giờ chúng ta sẽ test xem là cái phần bắt đầu test cái này để xem cái nhiệt độ nó như nào các bạn nhá. 2 3. Ok các bạn này, chúng ta có kết quả rồi đây các bạn này. Mình thấy cái tốc độ này thì cũng có rất là nhiều hãng có thể đạt được này. Tốc độ đọc của nó gần như là gần đúng với thông báo này. Đây là 6800 các bạn nhé. Tốc độ ghi là 5000. Tốc độ đọc ghi pha nhỏ vào này, ghi pha nhỏ là 260. Cái tốc độ này mình thấy khá cao. Và có một ấn tượng nữa là cái phần nhiệt độ này của con này. Nó đứng nguyên là mức 49 độ, không xê dịch gì, không lên, không xuống các bạn nhé. Đây là cái biểu đồ của con ổ nó chạy này. Đấy. Nó test nó đã chạy full nhé, gần như full này, 100% luôn. Đấy, nhưng mà tốc độ này thì mình thấy cũng không có quá gì là nổi trội lắm. Chỉ có cái phần đọc ghi pha nhỏ này mình thấy rất là cao này. Và ấn tượng nhất đó chính là cái phần nhiệt độ này. Ở đây thì nó đứng yên này. Thế nhưng ở dưới này thì mình thấy nó lên 58 độ rồi đây này. Đấy. Chúng ta ấn vào đây xem nó lên không. Nó vẫn đứng nguyên ở mức 49 độ nhá. Nhưng mà cái phần mềm đo ở bên ngoài này thì nó lên 58 độ. Nó là nóng hơn một tí thôi. Chứ còn vẫn đứng nguyên đấy các bạn nhá. Đấy. Đấy là bài test về cơ bản đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test copy thực tế các bạn nhá. Ok các bạn nhá, chúng ta sẽ đến với bài test tiếp theo là mình sẽ copy dữ liệu từ cái ổ này sang cái ổ Samsung này các bạn nhá. Test như này thì nó vẫn chưa chuẩn lắm vì con này là Santa chứ chưa khai thác được tốc độ con này. Tuy nhiên thì chúng ta cứ đến từng bước một. Đấy. Và mình sẽ copy cái file ZS2 này của mình này. Với dung lượng là 116GB các bạn nhá. Chúng ta sẽ xem nó có mất bao nhiêu lâu. Chờ mình tí mình mở cái phần mềm để xem cái nhiệt độ của nó có thay đổi không đã. Ok rồi đây các bạn nhé, gần có xong rồi này. Chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây nữa. Và nó đã mất thời gian là 4 phút 7 giây. Nhiệt độ là 53 độ C. Và các bạn có nhìn cái phần tốc độ của nó này, tương đối là ổn định các bạn nhé. Nó không bị trồi sụt nhiều. Và nó không có kiểu cóp 50% rồi tịch cái xuống này thấp hẳn. Mà nó chạy rất là dàn đều luôn này. Đấy, yeah. Mà đây là đang cóp giữa Santa và NVMe. Và quan trọng nhất là mình đang để ở chế độ mặc định của cái ổ này nhé. Chưa bút full hiệu năng. Chúng ta mất 4 phút rưỡi các bạn ạ. Mất 4 phút rưỡi cho file 100GB cóp từ Santa sang kia. Ok các bạn nhé. Bây giờ cóp kiểu thấy là chưa chuẩn với tốc độ của nó. Bây giờ mình sẽ tách đôi cái ổ này ra và cóp cái file này lội bộ ổ nhé các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cóp cái file 100GB này của mình sang cái ổ E này, là cái ổ mình mới tách từ con Samsung ra đây các bạn nhé. Đây này. Đấy, C và E. Đấy, chúng ta sẽ có thử xem tốc thật sự của nó sẽ là bao nhiêu nhá. Cóp à, thả sang đây này. 2 3. Đây các bạn sắp xong rồi, còn 45 giây nữa chúng ta mất hơn 1 phút đấy, chắc phải hơn 1 phút đấy. Tốc của nó thì mới đầu khá là cao, sau đó tụt xuống và nó chạy ổn định ở mức tầm khoảng trên 1GB. Trên 1GB 1 giây các bạn nhá. Trên 1GB 1 giây này, và thần nhiệt độ vẫn ở mức 50 mấy độ à. Nói chung là nhiệt độ rất là mát mẻ. Lần trước mình test con Apacer con Predator ấy thì tốc của nó nhảy cái độ nhiệt độ nhảy khá cao, nhưng con này thì nó ít thì các bạn này. Và sắp xong rồi, chỉ còn mười mấy giây nữa thôi. Tốc ở đoạn dưới này rất là ổn nhá. Ổn định luôn mà nó chỉ cao được một tí ở chỗ này thôi. Đấy. Chúng ta sẽ còn xong rồi các bạn. Đấy, 1 phút rưỡi cho 100GB. 1 phút rưỡi cho 100GB cóp lội bộ ổ các bạn nhá. Đấy là bài test đầu tiên về cóp lội bộ ổ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ test đến cái bài giải lén để xem chúng ta sẽ mất bao nhiêu lâu nhá các bạn nhá. Mình thấy báo tốc của đây khá là thấp được các bạn, là 200m. Mất khoảng 10 phút giải lén 100GB. Mình giải lén các bạn nhé. Và ổ của chúng ta là ổ E đây này. Đấy. Xong rồi các bạn. Mất gọi là 9 phút 50 giây để giải lén xong cái file ZD 100GB này của mình. Các bạn nhé. Nói chung là lần trước mình chưa test ZD nên mình chưa test giải lén nên mình không so sánh được. Nhưng mà mình thấy tốc độ giải lén là 200. Anh em nào dùng con ổ này thì hãy comment xuống dưới xem tốc độ nó như nào nhá. Ok các bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài test có thể nói là khoai nhất, thử thách nhất dành cho con ổ Samsung này của chúng ta các bạn nhé. Đây, ổ CDE Samsung này. Nghĩa mình sẽ test như nào, mình sẽ chạy cái phần mềm test tốc độ ổ này để cho cái ổ của chúng ta phải bị full nhá. Đây, mình sẽ bắt đầu chạy để tốc độ ổ nó bị full này. Đấy, nó chạy full lên rồi. Thì mình sẽ copy cái file God of War này từ cái ổ E sang cái ổ C này các bạn nhé.
bắt đầu nha. 2, 3. Đấy, cái phần mềm test ổ chúng ta vẫn đang chạy các bạn nhé. Ổ bị full rồi, nhưng mà các bạn có thể thấy tốc của nó này vẫn đang đạt 1 GB, tức là tốc độ của nó không thay đổi gì cả. Đấy, khi còn cao hơn cả 2 GB, 3 GB cả. Mà phần mềm test đây này, đấy, cái này nó sang phần ghi rồi các bạn ạ. Đấy, cao chưa? Chúng ta sẽ mất bao nhiêu giây đây? Xong rồi các bạn nhá. Ui giời, mất khoảng 20 giây thôi. Đấy, khi mà bị chạy full bên này, đấy, ổ vẫn full này, mà nó vẫn cóp được 40 GB xem bên này, mất có 25 giây. Nói chung là rất là ok, một thử thách cực kỳ khó cho em này, nhưng mà em nó vượt qua khá là dễ dàng. Và quan trọng nhất là các bạn phải nhìn đây. Đấy, hai con ổ này mình đã đổ dữ liệu vào nó cũng khá là nhiều rồi đấy, đều vượt qua một nửa cái dung lượng của một ổ rồi, nhưng nó chạy vẫn là ok các bạn. Nói chung là về cái hiệu năng thực tế thì mình test cho các bạn xem như thế, và các bạn đã sử dụng như nào rồi thì bạn hãy comment xuống dưới. Chứ mình, bản thân mình thì mình cũng đã dùng một con này này, 860 Pro này, tốc độ của nó cực kỳ ổn định các bạn ạ, và nhiệt độ của nó cũng rất mát. Đấy, như nhiệt độ con này này, đấy, khá là ổn định luôn các bạn nhé, chưa đến ngưỡng 60 độ mà dùng cái tản heat sink đi theo máy ấy. Nói chung là về lâu dài, về độ bền thì mình nghĩ là con này nó sẽ rất đáp ứng, rất là ok. Cái dòng này, dòng Pro này, đấy, nó rất là ngon các bạn ạ. Còn tất nhiên là hàng nào cũng có rủi ro, và cái tốc độ thực tế của nó thì mình test cho anh em rồi, không biết là anh em nào sử dụng lâu dài con này rồi thì hãy comment phía dưới, bởi vì đây là lần đầu tiên mình test con này nên nó có thể nó thông tin nó có chưa chính xác, mình chưa dám nhận xét nhiều về em này các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.